có 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh lý ung thư vòm họng giai đoạn sớm và đặc biệt chính là dấu hiệu số 6. Hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Trí nhé. Ung thư vòm họng là một bệnh lý ác tính thường gặp nhất ở khu vực đầu mạch cổ của chúng ta. Đa số trường hợp ung thư vòm họng sẽ phát hiện ở giai đoạn muộn do đây là một bệnh lý diễn tiến âm thầm và những triệu chứng của bệnh lý ung thư vòm họng dễ gây nhầm lẫn với những bệnh khác. Các tế bào khối u phát triển từ khu vực hầu họng sẽ có những biểu hiện sau đây. Đầu tiên đó chính là dấu hiệu đau đầu. Đau đầu trong ung thư vòm họng thường là đau nửa đầu, có thể đau âm ỉ từng cơn. Và cơn đau đầu này thường gây nhầm lẫn với những bệnh lý như là thiếu máu não hay là bệnh lý thần kinh. Dấu hiệu số 2 đó chính là ù tai. Khi khối u phát triển xâm lấn gây tắc vòi nhĩ sẽ gây ra triệu chứng là ù tai một bên. Người bệnh sẽ có cảm giác như là tiếng ve kêu. Bên cạnh đó thì người bệnh có thể là kèm theo triệu chứng đó là đau tai hoặc là chảy dịch tai. Dấu hiệu số 3 đó chính là ngạt mũi. Khi khối u phát triển sẽ gây ra triệu chứng ngạt mũi tăng dần. Lúc đầu thì thường ngạt mũi sẽ xảy ra một bên từng lúc. Kèm theo triệu chứng đó là người bệnh có thể là xì mũi ra dịch, ra máu hoặc là có triệu chứng chảy máu cam. Dấu hiệu số 4 đó chính là khó nuốt. Khi khối u tăng sinh phát triển ở vùng hầu họng sẽ gây ra triệu chứng là đau nhức và khó chịu khi nuốt. Triệu chứng khó nuốt này xảy ra khi người bệnh nuốt thức ăn, thậm chí là chỉ cần uống nước lọc đã gây ra triệu chứng đau và khó chịu. Kèm theo đó thì người bệnh có thể là khạc ra máu. Dấu hiệu số 5 đó chính là nổi hạch cổ. Vị trí nổi hạch cổ trong ung thư vòm họng thường gặp đó chính là vị trí góc hàm. Tính chất của hạch đó chính là hạch nhỏ, chắc và thường là không đau. Dấu hiệu số 6 rất đặc biệt đó chính là thay đổi giọng nói. Khi tế bào khối u phát triển sẽ chèn ép vào dây thanh âm, từ đó gây ra thay đổi giọng nói của người bệnh. Người bệnh có thể có triệu chứng là khàn giọng hoặc là tiếng nói không rõ ràng. Trên đây là 6 dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý ung thư vòm họng, và nếu như mọi người có một trong số các dấu hiệu sau đây thì mọi người cần phải đi khám ngay. Các bác sĩ sẽ cho mọi người kiểm tra thêm những cận lâm sàng như là nội soi hầu họng hay là chụp CT, chụp MRI để phát hiện được khối u. Và nếu như chúng ta có thể phát hiện khối u ở giai đoạn sớm thì tiên lượng rất tốt và có thể điều trị khỏi hẳn. Vậy nên mọi người hãy nhớ 6 dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý ung thư vòm họng nhé. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Trí để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.